Trong tháng 5 sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản của tỉnh ước đạt là 661 tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản nuôi đạt hơn 560 tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 553 tấn cá, 7,4 tấn thủy sản khác. Sản lượng thủy sản khai thác đạt 100,6 tấn, trong đó cá đạt 71 tấn, tôm 15,6 tấn, thủy sản khác 14 tấn do thời tiết ít mưa mực nước xuống thấp nên sản lượng thủy sản khai thác chủ yếu trên vùng lòng hồ sông đà hiện nay nghề nuôi và khai thác thủy sản đã được các địa phương đẩy mạnh nhất là vùng lòng hồ sông đà vùng hồ nước các nhà máy thủy điện đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản chuyển giao khoa học kỹ thuật nâng cao hiệu quả nghề nuôi thủy sản của nông dân